Xin chào mọi người nha. Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn mẫu mắt tròn búi cao bên mình cho các bạn xem nhé. Mẫu này bên mình có rất nhiều màu nha các bạn. Mình quay tạm những màu điển hình cho các bạn xem thôi nhé các bạn. Thế này thì các bạn có thể xoay được 360 độ và nâng lên hạ xuống từ 60 đến 80cm nhé. Khung ghế chắc chắn và đẹp nhé. Mình quay hình chi tiết để cho các bạn ở xa ấy. Các bạn không đến xem hàng được thì các bạn có thể trực tiếp vào cái video clip này. Các bạn tham hàng cũng như tham khảo mẫu mã bên mình nhé. Tầm màu xinh thôi các bạn. Thôi mình quay qua một đoạn vậy thôi. Mình cảm ơn các bạn. Mình chào các bạn.